và các bạn đã đến với kênh Kiến trúc Việt Architect. Đây là kênh thông tin chuyên chia sẻ thông tin về thiết kế kiến trúc và những dự án được thực hiện bởi các kiến trúc sư của Việt Architect. Mọi thắc mắc cần được tư vấn, quý vị vui lòng liên hệ với số hotline đang hiển thị trên màn hình hoặc để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến thiết kế thi công công trình của bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ về những lưu ý khi thiết kế công trình chung cư dành cho người thu nhập thấp và dự án thực tế được thực hiện bởi các kiến trúc sư của Việt Architect. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chung cư dành cho người thu nhập thấp có đảm bảo chất lượng hay không? Đối tượng hướng tới của phân khúc này là những khách hàng có thu nhập không quá cao. Thông thường, giá chung cư trong phân khúc này chỉ nằm ở mức dưới 1 tỷ đồng. Trong khi hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều căn hộ lên tới hàng chục tỷ đồng. Mức giá trung bình của căn hộ chung cư cũng nằm trong khoảng từ 2 đến 4 tỷ đồng. Với mức giá thấp như vậy thì nhiều khách hàng sẽ đặt ra câu hỏi đó là liệu chung cư dành cho người thu nhập thấp có đảm bảo chất lượng hay không? Trên thực tế, chung cư dành cho người thu nhập thấp rẻ hơn là bởi một số lý do sau đây. Không sử dụng những đồ nội thất xa xỉ, đắt tiền. Các đồ nội thất được sử dụng chỉ cần đảm bảo được công năng, giải quyết những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Chung cư dành cho người thu nhập thấp hướng tới sự đơn giản nhất có thể. Không có những chi tiết trang trí cầu kỳ, giúp giảm được một phần chi phí xây dựng. Chung cư dành cho người thu nhập thấp cũng không có những dịch vụ tiện ích xa xỉ như là hồ bơi, sân tennis. Đây cũng là những tiện ích không cần thiết đối với người dân có thu nhập trung bình. Diện tích phòng của phân khúc chung cư này cũng nhỏ hơn so với các loại chung cư khác. Mục đích cuối cùng là có thể đảm bảo các yêu cầu của cuộc sống nhưng lại có giá mua thấp. Từ đó, những người có thu nhập thấp cũng có thể sở hữu căn hộ của riêng mình. Bên cạnh đó, nhà ở dành cho người thu nhập thấp thường được chính phủ hỗ trợ tài chính thông qua các chính sách giảm hoặc miễn một số loại thuế cho chủ đầu tư. Đồng thời, chủ đầu tư còn có thể vay ngân hàng với lãi suất thấp. Với các chính sách này thì nhà nước khuyến khích chủ đầu tư lựa chọn phân khúc còn chưa được khai thác nhiều này. Từ đó, có nơi ổn định cuộc sống cho những lao động có mức thu nhập thấp. Chính vì những lý do này mà chung cư dành cho người thu nhập thấp có mức giá thấp hơn rất nhiều so với các loại chung cư khác trên thị trường. Tuy nhiên, loại hình nhà ở này vẫn đảm bảo độ bền vững và tuân thủ theo những tiêu chuẩn xây dựng. Vì thế, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của chung cư dành cho người thu nhập thấp. Khác với chung cư dành cho người thu nhập thấp, chung cư cao cấp yêu cầu khắt khe hơn về nhiều yếu tố như là vị trí dự án, tính đồng bộ của cả công trình, tiện ích cho khu dân cư, hệ thống quản lý chung cư, diện tích và nội thất căn hộ. Chính vì những yếu tố này mà giá căn hộ chung cư cao cấp cao hơn rất nhiều so với chung cư được xây dựng dành riêng cho người thu nhập thấp. Những lưu ý khi thiết kế chung cư dành cho người thu nhập thấp. Bên cạnh việc tuân thủ tiêu chuẩn về thiết kế cũng như yêu cầu kỹ thuật cho thiết kế nhà chung cư nói chung, thì thiết kế chung cư dành cho người thu nhập thấp cũng cần tuân theo một số nguyên tắc sau đây. Yếu tố phong thủy. Trong việc xây nhà của Việt Nam nói riêng và các nước phương Đông nói chung, phong thủy là yếu tố rất được coi trọng. Tuy nhiên, đối với dự án chung cư, phong thủy thường chỉ được xét ở tổng thể dự án, thông qua hướng căn hộ, đường vào, màu sắc. Đảm bảo yếu tố phong thủy được cho là có thể mang lên tài lộc cho chủ đầu tư, thuận lợi trong quá trình bán dự án. Không gian sinh hoạt chung. Không gian sinh hoạt chung bắt buộc phải có đối với tất cả các dự án chung cư. Tuy nhiên, đối với chung cư dành cho người thu nhập thấp, để giảm thiểu chi phí, phần diện tích sinh hoạt chung thường nhỏ hơn so với những chung cư cao cấp. Không gian sinh hoạt chung cần phải đảm bảo không bị thiếu sáng, đặc biệt là những khu vực như sảnh thang máy, khu vực thang bộ, hành lang phải mang đến cảm giác sáng sủa, thông thoáng. Việc thiếu sáng, tù túng có thể mang đến cảm giác u ám và ngột ngạt. Thống nhất giữa ngoại thất và nội thất công trình. Phần ngoại thất công trình phải thống nhất với nội thất bên trong để tạo thành một tổng thể thống nhất. Nếu hai yếu tố này không đồng nhất có thể mang đến sự mất cân đối của không gian ngôi nhà. Đối với dự án chung cư dành cho người thu nhập thấp, phong cách thiết kế thường được lựa chọn là phong cách hiện đại. Đây là phong cách mang đến sự đơn giản, vừa đầy đủ công năng lại có thể giảm chi phí thiết kế và xây dựng cho công trình. Dự án thực tế được thực hiện bởi các kiến trúc sư của Việt Architect. Chung cư dành cho người thu nhập thấp là phân khúc còn chưa được khai thác nhiều, rất phù hợp để các chủ đầu tư có thể lựa chọn. Thông tin dự án chung cư dành cho người thu nhập thấp được thực hiện bởi các kiến trúc sư của Việt Architect. Diện tích khu đất 900m2, diện tích xây dựng 482m2, tổng diện tích sàn 2.282m2, mật độ xây dựng 53,5%, số tầng 5, diện tích nhà C 117m2. Cụ thể, chung cư được bố trí 28 căn hộ loại A với diện tích 54m2 và 4 căn hộ loại B với diện tích 45m2. Mặt bằng tầng 1 được bố trí 4 căn hộ loại A, bên cạnh đó là không gian phòng thể thao và phòng sinh hoạt cộng đồng.
Mặt bằng tầng 2 đến tầng 5 được bố trí giống nhau. Ở mỗi tầng có 6 căn hộ loại A và 1 căn hộ loại B. Mặt bằng tầng kỹ thuật bao gồm sân phơi, phòng máy bơm và sảnh tầng. Vì tòa chung cư thu nhập thấp chỉ có 5 tầng nên chung cư chỉ được bố trí thang bộ. Đây cũng là cách giúp chủ nhà có thể giảm được chi phí đầu tư cũng như bảo trì thang máy. Về phần nội thất, các kiến trúc sư của Việt Architect đã lựa chọn sử dụng những đồ nội thất đơn giản theo tiêu chí vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo công năng. Cụ thể, phòng ăn được bố trí một bộ bàn ghế dài, đơn giản, phù hợp với cả những bữa ăn đông người. Khu vực bếp nấu được bố trí hình chữ L, sử dụng những đồ nội thất đơn giản. Không gian phòng khách, phòng bếp và phòng ăn được sắp xếp liền kề nhau. Đây là giải pháp rất hữu hiệu đối với những căn hộ có diện tích nhỏ. Không có sự ngăn chia giữa các không gian này mang đến cho căn phòng cảm giác thoáng rộng hơn. Hai phòng ngủ được bố trí đơn giản với một tủ đựng đồ. Đối với căn hộ một phòng ngủ, các kiến trúc sư của Việt Architect cũng bố trí không gian tương tự. Không gian phòng khách, phòng bếp, phòng ăn được sắp xếp liền nhau, không có vách ngăn. Đồ nội thất được lựa chọn có đơn giản về kiểu cách, thiết kế, màu sắc. Tuy không cầu kỳ nhưng vẫn có thể đáp ứng được các yêu cầu của cuộc sống. Đây cũng là cách giúp cho chủ hộ có thể tiết kiệm chi phí khi mua chung cư. Phần nội thất căn hộ được thống nhất với phần ngoại thất công trình. Ngoại thất được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản, không cầu kỳ. Tuy nhiên, nhìn vào tổng thể công trình vẫn thể hiện sự đơn giản, nhẹ nhàng. Phần khối đế công trình màu vàng sẫm nhạt, cửa được lựa chọn là cửa kính tạo khoảng mở cho không gian. Với diện tích nhỏ của các căn hộ, nhưng các kiến trúc sư của Việt Architect vẫn thiết kế đầy đủ công năng, bao gồm cả loggia cho căn hộ. Loggia rất phù hợp với những căn hộ có diện tích nhỏ, dùng để đặt các thiết bị kỹ thuật hay làm sân phơi. Đây cũng là một trong những giải pháp làm khoảng đệm cho căn hộ, giúp chống nắng và làm lưu thông không khí cho tòa nhà. Trên đây là toàn bộ thông tin về những lưu ý khi thiết kế công trình chung cư dành cho người thu nhập thấp và dự án thực tế được thực hiện bởi các kiến trúc sư của Việt Architect. Chung cư dành cho người thu nhập thấp thường không quá phức tạp trong phần thiết kế công trình. Yếu tố quan trọng cần đạt được đó là sự đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng và tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bản vẽ thiết kế công trình có thể hời hợt và không đảm bảo công năng. Chủ đầu tư cần lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công công trình uy tín để có thể có được những công trình mang giá trị bền vững. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất từ Việt Architect nhé! Mọi thắc mắc cần được tư vấn về thiết kế thi công công trình, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng số hotline đang hiển thị trên màn hình. Rất mong được đồng hành với quý vị trong mọi công trình để tạo ra những không gian sống đáng mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.